Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Bình Thanh, xã Tâm Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà cấp 4 miền Tây có tổng diện tích là 342 mét vuông. Trên thửa đất căn nhà vườn thuộc cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng là 300 m. Con đường này rộng khoảng là 2 m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được. Ở đây thì có điện nước wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng 1 km. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Tâm Bình, trường cấp 1, trường cấp 2, Thế Giới Di Động, ngân hàng. Thì anh chị cách khoảng 1,5 km. Xung quanh đất căn nhà vườn thì gia chủ đều xây tường cao khoảng 5 tấc nha anh chị. Và đã xây rào rất là kiên cố. Và không gian bên ngoài thì gia chủ đều kéo lưới B40 hết đất luôn. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm ha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 19 m nha anh chị. Và cạnh bên đây là sâu 16,7 m. Đất mình ở phía sau nở hậu ra là 20 m. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cột trụ bê tông này nè anh chị. Mình đo thẳng qua bên đây là 19,8 m. Để em di chuyển qua bên đây em chỉ ganh cho anh chị nắm ha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn. Để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Bên đây thì chủ xây tường cao khoảng 5 m nha anh chị. Mình tới vị trí trụ bê tông này là hết ranh giới của mình nha. Ở ngang của mình là 19,8 m. Đất và nhà của mình ở phía sau nở hậu là 20 m nha anh chị. Mình di chuyển thẳng luôn là anh chị mình ra đường tỉnh lộ 864 khoảng 300 m nha anh chị. Chỉ tiếc là con đường anh chị mình chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được ha. Ở bên hông thì mình có mặt tiền bê tông khoảng 1,5 m nữa nha anh chị. Con đường đó thì thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng 500 m. Ở đây thì căn nhà này gia chủ thì cũng đã vô điện rồi anh chị. Nước là anh chị mình sử dụng nước máy nha. Tường thì xây cao khoảng 1 m. Và không gian phía trên thì gào 70 hết luôn. Ranh giới thì rất là rõ ràng nha anh chị. Anh chị mình có mua thì rất là yên tâm. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm luôn nha. Gia chủ thì cắm trụ bê tông hết rồi anh chị. Cổng rào thì gia chủ cũng ốp gạch lên mỗi cây cột hết luôn. Cửa rào thì gia chủ làm bằng sắt nha anh chị. Phía trước thì gia chủ
có làm một cái máy tiền chế rất là rộng luôn. Mình có đám tiệc á, thì anh chị mình có thể đãi được 5 đến 6 cái bàn rất là thoải mái nha anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 650 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ở bên đây thì cũng xây tường cao khoảng 1 mét nha anh chị. Và cao B40 hết đất luôn. Ở ranh giới thì rất là rõ ràng. Anh chị mình mua thì rất là yên tâm nha anh chị. Ở bên đây cũng là đường thông, đường công cộng luôn anh chị. Đất của mình thì tới ngay chỗ vị trí này nè anh chị. Ở đây thì mình có trụ bê tông. Ở phía sau thì chủ xây cất cũng hết diện tích căn nhà luôn nha anh chị. Ở bên trong thì gia chủ đã đổ bê tông hết rồi. Và làm ngay chỗ này nè, một cái sàn nước nha anh chị. Giá bán là 650 triệu. Giá này thì em thấy rất là rẻ để cho anh chị cô chú mình mua để ở ha. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị cô chú mình xem tổng quan căn nhà của mình nha. Căn nhà của mình thì gia chủ đã lót gạch của anh chị. Trên tường mặt tiền thì gia chủ ốp hoa cương. Và bên trong căn nhà thì gia chủ lót cho đến mí la phong luôn nha anh chị. Và mỗi cái cột thì gia chủ cũng ốp gạch hết luôn anh chị. Ở bên đây thì mình có một cái bàn. Buổi chiều thì anh chị có thể ra đây anh chị mình tiếp khách, và có bạn bè thì anh chị mình sương sương vài lon nha anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà của mình quay về hai hướng. Hướng căn nhà thì gia chủ cất về hướng hướng đông anh chị, còn hướng theo lộ là hướng bắc nha anh chị. Tiền chế thì gia chủ làm rất là cao gáo luôn anh chị. Ở đây thì làm sàn nước khu vực này nè anh chị. Nó đều xây tường cao hết. Ở đường này thì thông và công cộng. Ở nhà cửa khu vực này nè anh chị thấy không? Ở rất là đông luôn. Bên trong căn nhà của mình thì có một phòng thờ, và bên hông thì mình có phòng khách nha anh chị. Và hai phòng ngủ anh chị. Phía sau thì mình có nhà tắm, nhà vệ sinh riêng biệt hết. Chị thấy không? Rất là thoáng luôn nha anh chị. Tổng diện tích của mình là 342 m². Đất và nhà thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Giá bán là 650 triệu nha anh chị. Ở dưới nền thì chủ lót gạch hết rồi anh chị, rất là sạch sẽ luôn nha. Mỗi cây cột thì chủ đều ốp gạch hết luôn anh chị. Ở đây thì mình có ba cây kiểng nè, tạo cho một không gian nhà vườn của mình rất là mát luôn nha. Ở phía trước thì chủ cũng đóng la phong luôn nha anh chị. Ở cửa thì gia chủ chỉ dùng cửa kéo thôi. Ở bên đây thì mình có một cái bàn
để anh chị cô chú mình có thể tiếp khách nha anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Trên thửa đất căn nhà vườn của mình thì có một cái khuyết điểm, bên hông thì mình có một ngôi mộ nha anh chị. Ở bên hông thì mình có một ngôi mộ nè anh chị. Gia chủ thì cũng có nói với em là gia chủ xây bức tường này lại nha. Gia chủ thì cũng không có dời ngôi mộ này đi nha anh chị. Ở phía sau thì mình có một cái bồn nước nè anh chị. Ở mặt tiền của mình thì gia chủ đều lót đá hoa cương rất là đẹp luôn nha, và rất là sang trọng. Ở đây là phòng thờ của mình nha anh chị. Ở dưới nền thì chủ cũng lót gạch hết rồi anh chị. Ở trên tường thì gia chủ lót cho đến mí la phong luôn nha anh chị. Ở cửa này là cửa inox anh chị, và rất là thoáng để cho anh chị cô chú mình lấy ánh sáng ha. Ở bên đây thì cũng có một cánh cửa nè anh chị. Ở cửa này là cửa kéo, giá bán 650 triệu. Giá này rất là rẻ nha anh chị. Ở căn nhà này thì anh chị mình xây cũng khoảng 500 triệu của anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và cô chú nha. Ở bên đây thì mình có một cái hành lang để anh chị mình di chuyển ra phía sau nha anh chị. Ở cửa này thì cũng cửa lùa luôn anh chị. Ở bên trong thì gia chủ đều lót gạch và đã ốp gạch cho đến mí la phong hết luôn. Ở đây thì mình có hai phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình, còn kế bên là căn phòng thứ hai ha. Ở đây là bên trong căn phòng của mình anh chị. Dưới nền thì chủ cũng lót gạch hết rồi anh chị. Ở trên tường thì lót cho đến mí la phong. Bên hông thì mình cũng có một cánh cửa bên ngoài để anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Cửa này là cửa nhôm nha anh chị. Để em di chuyển qua căn phòng thứ hai để anh chị mình tham khảo ha. Căn phòng thứ hai thì cũng như căn phòng đầu tiên thôi anh chị. Dưới nền thì cũng lót gạch, và trên tường thì lót cho đến mí la phong. Bên hông thì mình có một cánh cửa bên ngoài. Cửa này là cửa nhôm nha anh chị. Bên đây thì cũng thiết kế một cánh cửa bên ngoài. Cửa này thì gia chủ đều làm cửa inox hết anh chị. Rất là chắc chắn luôn. Vào khu vực này thì mình có không gian nhà bếp nha anh chị. Ở trên tường thì lót cho đến mí la phong luôn anh chị. Ở bên đây thì mình có nhà tắm, nhà vệ sinh riêng biệt luôn anh chị. Trên mỗi bức tường thì gia chủ đều lót gạch và đã lót cho đến mí la phong luôn. Do chính chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Mỗi cánh cửa thì đều dùng là cửa nhôm nha anh chị. Ở đây không gian nhà bếp của mình rất là rộng luôn anh chị. Bên đây thì mình có cửa kéo nè. Ở căn nhà của mình thì rất là thoáng và rất là đẹp luôn. Ở ngang của mình là 19m8 và có chiều dài là 16m7. Đất vào nhà là nở hậu 20m,
Trên thửa đất căn nhà phường của mình á thì có một khuyết điểm, có một ngôi mộ nha. Giá bán là 650 triệu nha anh chị. Chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn. Tổng diện tích đất và nhà của mình là 342 mét vuông. Địa chỉ thửa đất và căn nhà của mình thuộc ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Cách tiện ích chỉ 1,5 km thôi. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.